Honda City 2023 tại Việt Nam hiện vẫn chưa đạt doanh số như kỳ vọng, dù đã bổ sung phiên bản nâng cấp đầu tháng trước. Theo số liệu thống kê từ VAMA trong tháng 7 vừa qua, Honda City mới chỉ tiêu thụ được 454 xe, giảm 20% so với tháng trước và giảm 41% so với cùng kỳ. Kể từ đầu năm đến nay, lượng xe City bàn giao đạt hơn 5.600 xe, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, nhu cầu mua xe tiếp tục giảm sút bất chấp việc được nhà nước ưu đãi lệ phí trước bạ, thì các đại lý chấp nhận giảm giá thêm để thu hút khách hàng và cải thiện doanh số là điều dễ thấy. Tại một số đại lý chính hãng ở Hà Nội, Honda City 2023 giảm giá 34 triệu ở cả 3 phiên bản. Giá khuyến mãi chỉ còn 525 triệu với bản G, 555 triệu với bản L và 575 triệu với bản GS. Cùng với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho xe lắp ráp, thì giá lăn bánh Honda City giảm khoảng trên 60 triệu so với mức tính từ giá niêm yết. Đây được coi là mức giảm hấp dẫn đối với một mẫu xe vừa ra mắt thị trường như Honda City 2023. Sau giảm giá, ưu đãi, giá lăn bánh Honda City 2023 tại khu vực Hà Nội còn 583 triệu với bản G, 615 triệu với bản L và 636 triệu với bản GS. Trong khi với những ưu đãi tương tự, thì giá lăn bánh Honda City 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thấp hơn tại Hà Nội, khoảng 5-6 triệu. Honda City 2023 là phiên bản nâng cấp, giữa vòng đời của thế hệ thứ năm đã ra mắt Việt Nam vào năm 2021 với nhiều thay đổi. Ở bản bản nâng cấp này, Honda City 2023 đã có sự cải tiến đáng kể tập trung vào tiện nghi và đặc biệt là gói an toàn Honda Sensing trên cả ba phiên bản L, G và ZS với những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chạch làn, đèn pha tự động và điều khiển hành trình thích ứng không tương thích với giải tốc độ thấp như trên CRV. Không chỉ nâng cấp tính năng an toàn và thay đổi ở ngoại thất, Honda City 2023 sẽ sở hữu phanh đĩa 4 bánh ở bản L và GS thay vì cấu hình phanh đĩa trước và tăng chống phía sau ở phiên bản cũ, còn bản G vẫn giữ nguyên. Cả ba phiên bản sở hữu nội thất đen nhưng viền trang trí khác nhau, bản G viền màu bạc, bản L là màu đỏ đậm, còn GS là đỏ thể thao. Trần xe bản G và L là màu be trong khi bản GS là màu đen. Trong đó, phiên bản L có nhiều nâng cấp mới tương tự bản GS như ghế da, khởi động từ xa lẫy chuyển số trên vô lăng, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh 8 loa, nhưng vẫn chưa có bệ tỉ tay hàng ghế sau như bản GS. Honda City 2023 được trang bị động cơ 1.5 lít công suất 119 mã lực và mô men xoắn 145 Nm cùng hộp số tự động vô cấp CVT.